À, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để nhớ được nhiều hợp âm nhất có thể trên phím đàn organ. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn thành lập hợp âm đô trưởng. Thì theo nguyên tắc hợp âm đô trưởng gồm có 3 nốt: đô, mi, son. Và một cái dễ thứ hai nữa, khi các bạn muốn thành lập hợp âm đô thứ, các bạn cũng bấm đô mi son. Nhưng đối với nốt ở chính giữa, các bạn trừ đi nửa cung thì các bạn sẽ được hợp âm đô thứ. Với cách như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hợp âm rê trưởng như sau. Tất cả mọi hợp âm với tên gọi của nó đều được bắt đầu bằng nốt cùng tên của nó, hợp âm rê trưởng. Nguyên tắc 1, 3, 5. Khi các bạn cộng lên nửa cung thì các bạn sẽ được rê trưởng. Và cũng như vậy, các bạn sẽ nhìn thấy ở hợp âm mi, đây là mi trưởng. Cái này mình đã cộng lên nửa cung rồi cho nên cho nó đã là thành mi trưởng, và bây giờ trừ đi nửa cung nó sẽ ra mi thứ. Ngay khi các bạn lắng nghe âm thanh, các bạn cũng có thể cảm nhận được đây là mi trưởng, đây là mi thứ, sự khác nhau của nó. Và tiếp theo hợp âm pha trưởng, trừ đi nửa cung sẽ ra pha thứ. Tiếp theo hợp âm son trưởng, và trừ đi nửa cung sẽ ra son thứ. Các bạn nhớ cái sự ảnh hưởng của ngón ở chính giữa của ngón số 3, 1, 2, 3, 1, 3, 5, sorry các bạn, 1, 3, 5, thì cái sự ảnh hưởng của ngón chính giữa rất là quan trọng. Khi các bạn tăng lên nửa cung hay trừ đi nửa cung thì nó sẽ ra một hợp âm khác. Đây là mình trừ đi nửa cung ra hợp âm son thứ. Và tiếp theo 1, 3, 5, đây là hợp âm la thứ. Khi mình tăng lên nửa cung ở ngón chính giữa, sự ảnh hưởng của nó sẽ tạo thành hợp âm la trưởng. Tiếp theo hợp âm si, đây là hợp âm si thứ. Khi các bạn tăng lên nửa cung ở ngón chính giữa sẽ là si trưởng. Đây là 14 hợp âm mà các bạn vừa học xong, nó là cơ bản nhất. Bây giờ mình sẽ lần lượt chỉ lại cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đô trưởng, trừ đi nửa cung, đô thứ. Rê thứ, tăng lên nửa cung, rê trưởng. Mi thứ, tăng lên nửa cung, mi trưởng. Pha trưởng, giảm đi nửa cung, pha thứ. Son trưởng, giảm đi nửa cung, son thứ. La trưởng, tăng lên nửa cung. À, la thứ, sorry các bạn, la thứ tăng lên nửa cung sẽ là la trưởng. Si thứ tăng lên nửa cung sẽ là si trưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.